lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn mana trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đoạn lời Chúa kế tiếp cũng trong Tin Mừng Gioan chương 6. Chúa Giêsu và những người Do Thái bắt đầu trao đổi với nhau. Ngài tiếp tục mặc khải cho người Do Thái, và tức là cho chúng ta đó, biết được đâu là chân giá trị thật của ân cứu độ, đâu là nguồn ân cứu độ. Người Do Thái tự hào rằng khi xưa ông Mô-xê đã cho họ ăn manna trong sa mạc. Chúa Giêsu bảo không phải vậy. Không phải ông Mô-xê cho các ông manna trong sa mạc, nhưng Cha của tôi đã cho bánh từ trời, tức là Thiên Chúa đã cho bánh từ trời. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta bị rơi vào cái tình trạng là dừng lại ở phía con người, dừng lại ở phía con người, mà làm như thể rằng là bấy nhiêu là đủ, và dẫn đến hàng loạt những đổ vỡ. Người ta chạy theo quan chức này, chạy theo đại gia kia, và kể cả sẵn sàng dùng những thủ đoạn tội lỗi để họ có được quyền, có được tiền, có được danh vọng, thậm chí có được một cái đối tượng mà họ gọi là người yêu. Nhưng tất cả những cái đó chỉ một thời gian ngắn thôi, cho người ta thấy nó chóng qua, nó tàn lụi, nó không phải là nguồn. Nó chỉ là hoa, là lá, cũng có thể là quả, nhưng không phải là nguồn, không phải là nguồn. Và vì nó không phải là nguồn đó, nên một thời gian sau sẽ hết. Người ta phải đi tìm đến tận nguồn thì mới có mãi mãi. Có nhiều người bảo bây giờ sống trong cái thời thế xã hội Việt Nam mà mình không có quỵ lụy các ông cộng sản thì làm sao mình sống được, làm sao mình làm ăn được. Họ nói nghe qua thì chúng ta thấy rất là có lý, nhưng mà nếu nhìn kỹ những bằng chứng chúng ta thấy, ví dụ như những cái người quỵ lụy như thể ông Đinh La Thăng thì quá quỵ lụy đấy chứ, nhưng mà cuối cùng là trắng tay là trắng tay, và đi tù là đi tù, vì nó không phải là nguồn. Cùng lắm là cái quả, mà cái quả đến một lúc dùng xong hết thì là hết, là chết, không phải là nguồn. Người Do Thái họ tự hào rằng là ông Mô-xê cho họ ăn, nhưng ông Mô-xê chết rồi thì ai cho? Không phải, phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là nguồn. Làm sao chúng ta dám vượt qua được tất cả những cái mà đôi khi chúng ta cảm thấy sống trong một cái xã hội, trong một cái đời sống mà chúng ta phải chịu đựng riết, thì tất cả cái gì chúng ta cũng đặt lên đầu mình như thể là nguồn, nhưng không phải. Cái nguồn đích thực của mình là trên trời, là Thiên Chúa, chứ không phải là quyền lực của người này, thế lực của người kia. Và kể cả những cái đôi khi chúng ta lấy ra để chúng ta lừa phỉnh nhau, đó là danh dự bằng mọi giá phải bảo vệ, nhưng cuối cùng nó cũng không phải là nguồn. Và nguồn ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến, Cha tôi ban, tức là nguồn Giêsu. Chính Chúa Giêsu đang có mặt đó. Ngài là nguồn ban cho chúng ta lương thực vĩnh cửu. Amen. Người Do Thái liền sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời."